tiếp tục cập nhật vụ việc nam thanh niên đâm hàng loạt người và xe ở cây xăng trên đường láng phường thịnh quang quận đống đa hà nội vào đêm ngày hôm qua sau khi gây tai nạn tài xế ô tô được đưa về trụ sở công an làm việc lời khai của tài xế một lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe lưu thông trên đường Tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn được xác định là Ngô Công Hán, sinh năm 1987, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện Hán đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg trên 1 lít khí thở, cao gấp 2,25 lần, mức kịch khung theo Nghị định 100. Làm việc với cơ quan công an, Hán cho biết trước khi gây tai nạn đã ngồi uống bia mừng sinh nhật ở quán bia 540 đường láng và sau đó tự lái xe về trong lúc điều khiển phương tiện không làm chủ được đã lao thẳng vào cây xăng tại số 111 đường láng với tốc độ cao khiến ít nhất 8 người bị thương. Trong số này có hai nhân viên cây xăng. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo luật sư với nhiều tình tiết tăng nặng, tài xế này gần như chắc chắn sẽ bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và có thể đối diện với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.